Tôi cũng chưa ăn thử với tất cả các bạn. Như vậy là giải đua đã được bắt đầu với chú anh chị. Cặp đấu đầu tiên đó chính là đội gây ngò Bình Minh của Vĩnh Long và với đội gây ngò huyện Cầu Kè. Đây là trận đấu ở chủ nghi là 1.000m với chú anh chị. Bình Minh Vĩnh Long. Xin nhắc lại đội kia ngô thị xã Bình Minh Vĩnh Long đang bơi ở đường bơi số 1 bên phía quận 5 và Cầu Kè bơi ở đường bơi số 2 bên phía lễ đài. Và tham gia sân khấu bên dưới ngay đây ta. ผู้ประกวดที่ 1 โรงเรียนกรมทุกข์ที่ร่วมแค่ปิ่งเบิ้งครบปิ่งล้อมนึงกรมทุกข์ครบปกแก่ยังเคยจ้ากรมทุกข์ตั้งปีนี้ในละกอบ้านก็จะวายอย่างสมัครมาบังชาติกรมในกรมทุกข์ตั้งปีก็ประพฤติตัวอยู่ในห้องไหนได้มายังเคยจ้าหากไม่ได้เพียกรมทุกข์ก็ตั้งปุ้ยเทียนมองกันบุคคลติดในกรมทุกข์ที่ร่วมแค่ปิ่งเบิ้งตรงไหน. Thị xã Bình Minh Vĩnh Long Cầu Kè đang bước tốc và hiện nay hai đội ghe đã hơn nửa đoạn, đã bơi được nửa đoạn và trong trang phục nhìn từ xa chúng ta có thể nhận thấy rằng Cầu Kè trong trang phục màu trắng đang bơi ở đường bơi số 2 ra đường ra Bình Minh cùng liên quân bạn anh cùng sang cho đội phó bài con vì ai cầm tay lá đây cầm tung ngó cầm tung thế trong sân liên quân bạn anh cùng sang bỏ sơ cái gì thế này bây giờ sân liên quân ta cầm tung cái chiến một cầm tung cho nên cầm tung thì luôn cái Bình Minh đồ hay bỏ sân kia đặt xa ban lâu cầm lang nâng đó được cái này bỏ hai kia dọc thế chấm đá kia mình can lại. Và còn khoảng 300 mét nữa thôi, hai đội ghe sẽ kết thúc đường bay chúng ta ngày hôm nay. Và dường như Cầu Kè đang nhỉnh hơn đội ghe ngò thị xã Bình Minh Vĩnh Long một thân ghe thôi. Có thể nói một lời thế khá tốt cho xin nhắc lại đang bơi ở đường bay số 1 bên phía đường 5 là thị xã Bình Minh trong trang phục màu xanh và trong trang phục màu trắng đang đường bay số 2 bên phía này là đội ghe ngò đứng phía bên đằng Cầu Kè. Kính thưa quý cô chú anh chị và tất cả các bạn, như vậy là cặp thi đấu thứ hai giữa đội ghe ngò huyện Trà Cú và đội ghe ngò huyện Cầu Ngang đã được xuất phát rồi quý cô chú anh chị. Ở trận đấu đầu tiên vừa rồi thì đội ghe ngò huyện Cầu Kè đã giành chiến thắng xuất sắc trước đội ghe ngò Bình Minh của Vĩnh Long. Và lượt trận thứ hai đây tiếp theo đây sẽ là đội ghe ngò huyện Cầu Ngang và đội ghe ngò Trà Cú. Chỉ còn 300m nữa thôi quý chú anh chị, chúng ta sẽ biết được đội ghe sẽ giành chiến thắng ở lượt đua ở cặp đấu thứ hai. Đội ghe ngò huyện Cầu Ngang với trang phục màu cam, còn đội ghe ngò huyện Trà Cú với trang phục màu đỏ. Yeah.
Như vậy là ở lượt đua thứ hai thì đội Ghe Ngo huyện Trà Cú đã giành chiến thắng trước đội Ghe Ngo huyện Cầu Ngang. Xin chúc mừng đội Ghe Ngo huyện Trà Cú. Cái hàng nào vậy đây? Đó, tới rồi đó. Biết quà với ai à? Đó, tao rồi. Lượt đấu tiếp theo sẽ là đội Ghe Ngo cùng huyện Châu Thành và đội Ghe Ngo huyện Càng Long. Cặp đấu thứ ba thì đội Ghe Ngo huyện Càng Long đã giành chiến thắng trước đội Ghe Ngo huyện Châu Thành. Một trận đấu rất là kịch tính và hấp dẫn. Và như vậy là trọng tài đã cho hiệu lệnh xuất phát cặp đấu tiếp theo do đội Ghe Ngo thành phố Trà Vinh và đội Ghe Ngo huyện Tiểu Cần. Bé trong này lại thấy ông bé ngoài không nãy mà đội người kia còn hơi sướng như này đi ngồi trái ha. Giá
tiểu cần nâng lên, tiểu cần ra ngoài. Thi đấu nãy với chú anh chị thì đội Gây Ngo huyện Tiểu Cần đã giành chiến thắng xuất sắc trước đội Gây Ngo thành phố Trà Vinh. Kẻ nó ăn nữa vô chứ gì rồi. Như vậy là trọng tài cũng đã cho xuất phát cặp thi đấu tiếp theo. Đó chính là đội Gây Ngo huyện Duyên Hải và đội Gây Ngo Cầu Kè. Đội Gây Ngo Cầu Kè với trang phục truyền thống là đội màu trắng, còn đội Gây Ngo huyện Duyên Hải với trang phục là màu vàng. Cầu Kè có vẻ đang nhỉnh hơn đội Gây Ngo huyện Duyên Hải. Cầu Kè quá mạnh, quá trời mạnh đội Gây Ngo huyện Cầu Kè. Đội Gây Ngo huyện Cầu Kè chắc chắn sẽ là một cái ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch ngày hôm nay, năm nay với chú anh chị. Quá mạnh. Thì đội Gây Ngo huyện Cầu Kè đã giành chiến thắng trước đội Gây Ngo huyện Duyên Hải. Đây chính là đội Gây Ngo huyện Cầu Kè đang được ghe kéo đưa đến vị trí xuất phát để chuẩn bị cho lập trận bán kết với chú anh chị.
dòng loại của nội dung đang ở trong Việt Nam trong buổi chiều ngày hôm nay. Và sẽ kết thúc giải đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Và ngày mai, giờ lúc 12 giờ, đội bạn tổ chức sẽ tiến hành tiếp tục thi đấu ở dòng bán kết và tìm kiếm nội dung Tôi sẽ định chặt tăng lại chi tiêu bên này. Lúc đông đông quân tăng cả đàn tăng trót. Đưa trong tu ngò tăng buôn. Đây chính là đội ghen ngò. Cung huyện. Tiếp cận. Kính thưa quý cô chú, chị và tất cả các bạn thì như vậy là trọng tài đã cho hiệu lệnh xuất phát trận đấu bán kết 1 giữa đội ghe ngò huyện Trạch Phú và đội ghe ngò huyện Càng Long của chùa Phi Xây Pararam. Đội ghe ngò huyện Trạch Cú với trang phục màu đỏ, còn đội ghe ngò huyện Càng Long với trang phục truyền thống của mình đó là màu xanh. Theo như ban tổ chức vừa công bố thì đội ghe ngò huyện Trạch Cú là đang nhỉnh hơn đội ghe ngò huyện Càng Long, nhưng đừng quên là đội ghe ngò huyện Trạch Cú là với một cái lợi thế rất là với một cái điểm rất là nổi bật, đó chính là nước rút cuối cùng của mình rất là mạnh, các chú anh chị. Thằng Long mới lúc rồi, nãy chặt uống ra. Ủa, xanh lúc rồi, đã xanh lúc rồi. Ôi, chặt uống đang lên, chặt uống đang lên rồi. Đang lên rồi. Ôi, chặt uống, không đang có khỏe là, có lý. Ôi, chặt Long thấy bơi nặng hơn á, nặng hơn. Uống lên rồi. Những nước mét lúc cuối cùng thì có vẻ như đội ghe ngò Càng Long đã giành chiến thắng trước đội ghe ngò huyện Trạch Cú. Đủ mình đã thấy bên đây Trạch Cú lên lúc rồi. Và như vậy theo kết quả chính xác từ tổ chức tài camera chiến thắng
giành chiến thắng trước đội Ghe Ngo huyện Trà Cú ở lượt thi đấu ban kết 1. Một trận đấu vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Tiếp theo là cặp thi đấu ban kết 2 giữa Duyên Hải và Tiểu và giữa Cầu Kè và Tiểu Cần. Cầu Kè có vẻ đang nhỉnh hơn rất là nhiều so với đội Ghe Ngo huyện Tiểu Cần. Trời, Cầu Kè năm nay quá mạnh. Quá trời. Như vậy là ở bán kết 2 thì đội Ghe Ngo huyện Cầu Kè đã giành chiến thắng trước đội Ghe Ngo Tiểu Cần. Như vậy là bán kết ở cự ly là 1.000m nam. Như vậy là chung kết ở cự ly 1.000m nam sẽ là đội Ghe Ngo huyện Cầu Kè và Càng Long. Như vậy là trọng tài đã cho xuất phát cặp thi đấu tranh hạng 3 giữa đội Ghe Ngo huyện Trà Cú và đội Ghe Ngo huyện Tiểu Cần. Bây giờ chúng ta có thể thấy hai bên bờ sông hiện giờ khán giả đang đổ về hai bên dòng sông của mình để cổ vũ cho các đội ghe rất đông. Vì vậy quay thương xuống ở tất cả khán giả ở hai chúng ta trên một dòng sông hai thời xưa để cổ vũ cho các đội ghe đông bơi. Nhận định từ xa ta có thể thấy đây kia là ở xuất phát được nửa đoạn đường rồi. Hai ghe đã được xuất phát nửa đoạn đường rồi quý chú anh chị. Chỉ ít phút nữa thôi chúng ta sẽ biết là đội ghe đạt giải 3 ở cự ly 1.000m nam giải đua Ghe Ngo Ocombox tỉnh Trà Vinh 2023 năm nay. Đó sẽ thuộc vào đội ghe thuộc kỳ đội ghe ngo nào? Theo như ban tổ chức vừa công bố thì hai đội ghe đang so kè với nhau. Đội Ghe Ngo huyện Trà Cú và đội Ghe Ngo huyện Tiểu Cần. Giải 3 sẽ thuộc đội Ghe Ngo nào đây quý cô chú anh chị? Chúng ta hãy cùng nhau chờ xem. Hai đội rất là quyết tâm để mà đạt giải 3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đội ghe ngò huyện Trà Cú với trang phục màu xanh và đội ghe ngò huyện Trà Cú là màu đỏ. Màu đỏ là Trà Cú. Cái ngò huyện Trà Cú đã đưa máy chèo lên, các bạn nhé. Đội Trà Cú đã giành chiến thắng ở quý chú anh chị, nhưng mà hãy chờ xem ban tổ chức sẽ công bố đội nào sẽ giành chiến thắng. Quay camera. Quay camera thôi. Quay chung kết á. Như vậy là đội ghe ngò huyện Cầu Ngang, huyện Càng Long và đội ghe ngò huyện Cầu Kè đã xuất phát để mà tranh giải nhất. Lượt trận chung kết đã bắt đầu giữa đội ghe ngò huyện Càng Long và đội ghe ngò huyện Cầu Kè. Như vậy là theo ban tổ chức vừa công bố thì đội ghe ngò Trà Cú đã giành chiến thắng trước đội ghe ngò Tiểu Cần, đạt giải ba ở cự ly là 1.000m nam. Đội ghe ngò huyện Cầu Kè với trang phục truyền thống là màu trắng, phía bên tay trái màn hình của quý chú anh chị. Còn đội ghe ngò huyện Càng Long là với trang phục truyền thống là màu xanh, phía bên tay phải màn hình của quý chú anh chị. Để xem đội ghe ngò nào sẽ giành chiến thắng ở trận chung kết này đây, chúng ta hãy cùng nhau chờ xem. Yo,
theo mình thấy đã dơ mái chèo lên, mình đoán là đội ghe ngò Càng Long đã giành chiến thắng rồi chú anh chị. Nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau chờ thông báo từ ban tổ chức là đội ghe nào sẽ chính xác giành giải nhất ở trận chung kết vừa rồi của chú anh chị. Hiện tại thì ban tổ chức đang check camera để xem đội ghe ngò nào sẽ giành chiến thắng ở trận chung kết vừa rồi với chú anh chị. Nhưng mà hồi nãy theo mình thấy thì đội ghe ngò huyện Càng Long đã dơ mái chèo lên rồi. Theo mình đoán sẽ là đội ghe ngò Càng Long sẽ giành chiến thắng với chú anh chị. Rồi đúng như mình dự đoán nha, thì nhà vô địch ở cự ly 1000m nam là đội ghe ngò huyện Càng Long, đúng là đẳng cấp là mãi mãi với chú anh chị. Phong độ của Càng Long vẫn như năm nào, vẫn là đẳng cấp. Như vậy là mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Video về cự ly 1000m nam tại giải đua ghe ngò Âu Gấm Mốc tỉnh Trà Vinh 2023. Mình xin kính chào, mình xin tạm biệt với chú anh chị và tất cả các bạn tại đây nha. Chú anh chị và tất cả các bạn hãy đón xem những clip tiếp theo ở trận đua tiếp theo với chú anh chị. Đó còn 800m nam nữa với chú anh chị và 600m nam nữ phối hợp. Mình mời quý chú anh chị và tất cả các bạn hãy đón xem những clip tiếp theo ha, bằng cách là nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất, những clip mới nhất của quý chú anh chị. Và bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.